tiền nhiêu anh? À, anh em, đây là bưu điện sẽ giao cục máy tới tiệm luôn nha. Tại vì lý do nó hay nặng cái gì mà không đi xe hay bánh được nè. Cái này kêu là chiếc gì đó? Chiếc này đúng bự luôn. Rồi, để khui ra thử coi. Cầm em lúc mình khui ra thử coi cái gì trong này. Gạo trong này khui ra nguyên bịch gạo. Cái này khui thử nghe nè. Bưu điện nó quấn kỹ đó. Mình chạy nhớ dữ vậy ta. Báo giật, báo giật. Hết không anh em ơi. À, nó vào nguyên cục máy. Có xì nhớt không ta, sao chèm nhẹp quá. E113TH. Số máy này lạ vậy. Máy của Singer TH1. Đây nè, nguyên cục này anh em. Không có bình xăng. Quay rõ ràng không có bình xăng. Chỉ có cục máy không thôi, không có cái gì hết. Không hết. Đây anh em. Đây em cắt tỉnh gãy máy về nha. Này mấy tỉnh nào nữa để coi nè. Anh ở xa. Ở bên ngoài ở tại mình cho giấy nè, không có ghi gì đâu. Này Vĩnh Phúc đâu? Nguyễn Văn Đoàn, anh Nguyễn Văn Đoàn ở Tam Dương Vĩnh Phúc. Đây Tam Dương Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc nha anh em. À, ở bên ngoài cái số điện thoại nè anh em, cứ điện thoại máy rồi ok. Đây anh em nào mà có muốn giờ mình làm máy thì cứ alo ship nguyên cục, mình gắn vô xe nè, mình thử mình làm yêu hết mình giao ra cho anh em nha. Đây có xe gắn đợi làm máy nè anh em. Rồi rồi ok rồi, chào tất cả anh em nha. Đây là cục máy của anh Đoàn mới ghé vô này nè, ở ngoài Vĩnh Phúc. Đây mình đổ máy nè, gác lên thử nổ máy, hiện tại đang rất là xào. Xước lòng rồi. Bây giờ mình gớt xuống mình giả máy ra làm nghe nè. Rồi chào anh em nha, giờ máy chuẩn bị gớt xuống giao cho anh khách nè. Em nghe không? Kim cu luôn. Vô nguyên bộ rất là tay anh em. Bình xăng, lưỡi gà carbon. Lưỡi gà carbon mình xăng luôn, chỉ làm nguyên máy lại. Anh em nghe độ máy rất là im ru luôn. Quá im rồi. Giờ mình ra mình thử độ nha, rồi mình giao cho anh hết luôn. Phê luôn em ơi, phê quá. Tại xe này không có thắng à, không có thắng sao nên không có đánh chạy lẹ gì nè. Càng hơi của nó rất là tay tái nè anh em. Như
rung rung, đầy là lên, nhẹ là lên nha anh em. Đó, lưỡi gà cặp bao xuống rất là lẹ. Sẽ rớt máy xuống, đóng hùng dao nha anh em. Đó, vậy là xong. Cùng máy dao về miền Bắc luôn. Tút về miền Bắc luôn. Rồi sau khi xong xuôi hết rồi mình rớt xuống, dao về anh em gác lên rồi chạy thôi. Rồi giờ mình rớt máy ra mình bỏ vô, mình giao cho anh em nha. Đây thùng hết. Sau khi kiểm tra rất là kỹ càng. Đó. Canh chỉnh. Nãy anh em cũng thấy mình ra chạy nay cũng 3-4 bữa phải ngon lành mới giao được nè, nhớt nè, khu queo đó, kiểm tra tới từng con ốc luôn cho anh em rất là kỹ càng. Tại vì giờ anh em chỉ cần gác trên là chạy thôi đó. Tại đây mình phải lãnh nhiều bữa lý do là mình thấy nổ máy chạy thử có xì nhớt nè hay là không, ốc tán có kỹ càng chưa mình mới giao cho anh em nha. Mấy sơ mi nào mà hư là mình phải đóng lại hết cho anh em, giờ chỉ cần gác lên chạy thôi đó. Giờ cục máy này hoạt động rất là tốt, lưỡi gà carbon lên ga xuống ga rất là nhẹ, cộng thêm mình xăng lại một tay tái nữa là xong. Rồi, vô thùng. Mấy máy chạy nhớt nè. Máy chạy nhớt. Giờ mình bỏ thêm số đồ nữa mà mấy anh em cần á. Vô mình ship nha anh em. Giờ xong, rất là gọn gàng. Anh em nào muốn mình làm máy cứ ok ship vô thùng mót, vì cho chắc cú nha. Chứ anh em đừng có ship cho thùng giấy, nó đổ nhớt đó. Vậy là ok, nó không rắc qua rắc lại nha anh em, rất là đảm bảo luôn. Đây, anh em nào có muốn mình làm máy thì cứ alo mình cho địa chỉ, gửi về mình nhận mình làm. Xong xuôi mình im gu, mình rớt máy xuống, mình giao cho anh em. Cái đó là những ở chỗ mấy anh em không có chỗ làm thì cứ alo mình. Còn muốn mấy cái đồ mà trong quá trình mình làm thì cứ alo liên hệ nha. Mình sẽ ship về tới nhà cho mấy anh em luôn. Riêng cục máy làm xong mình cũng ship về tới nhà cho anh em luôn. Vậy nha anh em nào có đam mê gì hay thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi chào tất cả anh em. Ship máy đi nha anh em. Oh,
to the ground. You're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong. I can't think right. Me down. It's wrong, I can't make right.